Xin kính chào các bậc phụ huynh cùng toàn thể các bạn nhỏ yêu quý. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Phạm Thị Hạnh, giáo viên trường mầm non Sao Mai, phường Mỏ Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Các bạn ơi, chắc chắn các bạn đã từng nhìn thấy những con bướm sặc sỡ sắc màu bay lượn ở những vườn hoa. Và đã bao giờ bạn tự thắc mắc một con bướm ra đời và lớn lên như thế nào không? Vậy, hoạt động khám phá khoa học ngày hôm nay, cô Hạnh sẽ kể cho các bạn nghe về vòng đời phát triển của con bướm nhé. Mẹ bướm thường đẻ ra những quả trứng tròn và nhỏ xíu trên một cái lá. Khoảng 5 ngày sau, một bé sâu sẽ nở ra từ quả trứng đó. Ngay khi ra khỏi quả trứng, bé sâu rất háu đói và việc của nó là ăn, ăn và ăn. Ăn bất kỳ bông hoa nào hay lá cây nào mà nó nhìn thấy. Vì thế mà bé sâu lớn nhanh đến nỗi nó phải chui ra khỏi lớp áo da đã cũ và chật chội. Khi đã tự hình thành một lớp da mới vừa vặn hơn, rồi lại tiếp tục ăn. Đến lúc đã đủ lớn, chú sâu sẽ tạo ra một vỏ kén quanh mình. Ở trong đó, nó đã thay đổi rất nhanh. Và một ngày kia, vỏ kén sẽ mở ra. Mềm và mỏng đang cố gắng hết sức để chui ra khỏi kén. Chỉ sau đó một lát, nó sẽ nhanh chóng trở thành một cô bướm vô cùng xinh đẹp. Từ bướm mẹ đẻ trứng, trứng nở thành sâu, sâu tạo kén rồi trở thành bướm trưởng thành. Tất cả các con bướm đều sinh ra và lớn lên như thế đấy các con ạ. Cô vừa kể cho các bạn nghe về vòng đời phát triển của con bướm. Như vậy, các bạn cần nhớ rằng một con bướm ra đời và lớn lên đều trải qua 4 giai đoạn, đó là bướm mẹ đẻ trứng, trứng nở thành sâu, sâu tạo kén, rồi lại trở thành bướm trưởng thành. Bây giờ các bạn đã biết một con bướm ra đời và lớn lên như thế nào rồi đúng không? Và để thử tài thông minh của các bạn nhỏ, cô xin mời các bạn cùng tham gia trả lời các câu hỏi của cô nhé. 1. Trứng bướm sẽ nở ra thành gì? A. Một chú bướm xinh xắn. B. Một bạn sâu. Chọn đáp án nào đây? À, phải rồi, trứng bướm sẽ nở ra một bạn sâu. Vậy mau chọn đáp án B bạn nhé. 2. Sâu bướm sẽ phát triển thành con bướm ngay đúng không? A. Đúng. B. Sai. Sâu bướm ăn rất nhiều và phát triển rất nhanh, nhưng chúng không trở thành con bướm ngay đâu bạn ạ, mà nó tạo thành kén. Vậy chúng mình chọn đáp án B bạn nhé. 3. Khi kén biến đổi hoàn toàn, nó sẽ trở thành con bướm đúng không? A. Đúng. B. Sai. Đáp án đúng là A. Và như vậy, lại là một quá trình sinh sản mới của bướm đúng không nào?
các bạn vừa trả lời đúng các câu hỏi của cô, chứng tỏ các bạn rất là thông minh. Và để thể hiện sự thông minh hơn nữa, cô xin mời các bạn cùng tham gia với cô một trò chơi nhé. Các con có thích chơi trò chơi với cô không nào? Trò chơi này có tên là Hãy chọn đúng số. Để chơi trò chơi này có hiệu quả, cô xin mời các con cùng chú ý lắng nghe cô hướng dẫn cách chơi nhé. Trên màn hình, cô có những bức tranh thể hiện về vòng đời phát triển của một con bướm và có dãy số tự nhiên từ 1, 2, 3, 4. Yêu cầu của cô trong trò chơi này, các con sẽ chọn các con số sao cho phù hợp và gắn với mỗi bức tranh theo thứ tự lần lượt theo vòng đời phát triển của một con bướm nhé. Chúng mình đã rõ cách chơi chưa nào? Bây giờ các con hãy sử dụng trí thông minh của mình suy nghĩ và cùng chơi trò chơi này nhé. Đã hết giờ suy nghĩ rồi và các bạn nhỏ của cô chắc chắn đã chọn được ra những con số phù hợp rồi đúng không? Vậy bây giờ chúng mình hãy cùng cô kiểm tra kết quả nhé. Nào, chúng mình cùng kiểm tra nào. Số 1, vào bức tranh mẹ bướm. Số 2, đẻ ra quả trứng. Số 3, bức tranh một bạn sâu. Còn số 4, bức tranh tạo thành kén. Kết quả của các bạn có giống như của cô không nào? Xin chúc mừng các bạn. Các bạn có muốn chơi trò chơi này lần nữa không? Nhưng lần này trò chơi sẽ khó hơn đấy. Các bạn hãy chú ý lắng nghe cô hướng dẫn cách chơi nhé. Trên màn hình của cô có những bức tranh về vòng đời phát triển của bướm. Nhưng lần này những bức tranh sẽ không được sắp xếp theo thứ tự và cũng có dãy số từ 1 đến 4. Yêu cầu của cô, các con sẽ chọn các con số sao cho phù hợp và nối với mỗi bức tranh theo thứ tự lần lượt đúng giai đoạn phát triển của một con bướm. Các bạn đã rõ cách chơi của cô chưa nhỉ? Nào, chúng mình cùng suy nghĩ nào. Bây giờ chúng mình cùng kiểm tra kết quả với cô nhé. Số 1, bướm mẹ. Số 2, đẻ ra quả trứng. Số 3, một bạn sâu. Và số 4, tạo thành kén. Kết quả của các bạn có giống như của cô không nào? Xin chúc mừng các bạn rất là thông minh. Và để chơi trò chơi này đạt được hiệu quả, ở nhà các bạn có thể rủ ông, bà, bố, mẹ và những người thân yêu trong gia đình để chơi với các bạn nhé. Các bạn ơi, bây giờ chúng mình đã biết những con bướm sặc sỡ sắc màu bay lượn ở những vườn hoa được ra đời và lớn lên như thế nào rồi đúng không? Và ngoài con bướm ra, xung quanh chúng ta có rất nhiều các con vật khác, mỗi con vật đều có một vòng đời phát triển khác nhau. Tuy nhiên, trong hoạt động khám phá khoa học ngày hôm nay, cô và các bạn đã cùng nhau khám phá về vòng đời phát triển của con bướm. Còn các con vật khác sẽ chờ đón chúng mình khám phá vào giờ sau nhé. Cô xin chào và hẹn gặp lại các bạn.